Huy đang ở Thái Lan nha anh em. Super Cup FE. Và đây nói vui cho vui anh em thôi, thật sự đây là chiếc Super Cup FE ở Việt Nam. Và được một biker phải nói là dọn xe với rất nhiều món đồ chơi trên chiếc Super Cup này. Nhìn rất là đáng yêu và thật sự mà nhìn vào thì Huy có rất nhiều cảm xúc để chuẩn bị lột tả cái vẻ đẹp của em nó. Và không để anh em chờ lâu nữa đâu, bây giờ Huy sẽ bắt đầu tìm hiểu chi tiết luôn. Mà anh em cũng đừng quên để lại cho Huy một like và một subscribe cũng như nhấn chuông nha. Chứ quay ở ngoài nắng cực khổ Huy vệ kiếp lắm. Mong anh em luôn ủng hộ Huy vệ kiếp hai bánh. Còn bây giờ thì bắt đầu tìm hiểu chi tiết em nó thôi. Nói là Super Cup FI là thật sự Huy đánh lừa anh em thôi, nhưng mà sợ anh em có thể phát hiện ra được, mất công bị ném đá ăn gặp nữa, cho nên Huy phải khai thật thôi. Đây là chiếc Dream Việt Nam đời 2016 và được lột xác bằng cách là gác nguyên bộ áo, chó đèn, đèn pha này nọ, đèn hậu, tất cả tất tật chi tiết của Super Cup FI ở Thái Lan lên con Super Dream này. Và con Dream này bây giờ đã thành một chiếc Super Cup FI sau khi ngốn khoảng gần 8 triệu đồng cho tiền lên cái đồng hồ này nọ nè. Và cái bộ áo này tất cả đều là order bên Thái Lan về hết anh em. Màu xanh này là màu xanh zin của bên đó. Và cả bộ tem này nọ tất cả đều là zin của Super Cup FI Thái Lan. Đặc biệt nhất chính là cục máy cũng đã ngốn ngoài 10 triệu đồng. Bởi vì chiếc rim của mình là rim săn cơ, còn bên Thái Lan thì Super Cup nó là FI, cho nên đã cũng đã up luôn cái cục máy Super Cup FI vào rồi. Chúng ta có thể phân biệt được, nhận biết được ở đây. Đầu độc FI, mở yên lên là biết liền. Và tất nhiên thì cái động cơ FI thì nó sẽ tiết kiệm xăng hơn rất là nhiều. Để coi coi. Rồi bây giờ Huy sẽ nói về đầu tiên về phần đầu đi. Đơn giản đúng phong cách xì tai Thái Lan, cho nên rất là đáng yêu với một cái cùm thắng Rambo Rack. Nhìn vào anh em có tưởng là cùm thắng Jin, nhưng thật sự đây là cùm thắng Rambo Rack, dành trên những chiếc xe rắc ở Thái Lan và ở Việt Nam. Rất là đơn giản, có chữ Rambo nè, đó. Nhìn cứ tưởng tay Vin thôi anh em, thích đơn giản thì cứ như vậy. Ngoài 2 triệu đồng cho một cái cùm này. Và ngoài ra Huy còn thấy được một cùm tăng Domino, ống ga vàng. Và cùm tăng này thì hai ống ga nằm dưới. Giá của cùm tăng này sẽ ngoài 2 triệu đồng, còn nếu màu đen thì sẽ dưới 2 triệu nha. Đó, rút ngắn hành trình bằng việc là tháo bớt đi một ống ga luôn. Và bây giờ chỉ còn một ống ga thôi. Ống ga này cũng ống ga Domino, ống ga nhôm nè. Và việc trang bị cùm tăng thì nó sẽ giúp hành trình ga rút ngắn. Đây, Huy đang thao tác cho anh em xem. Việc này sẽ giúp xe gia tốc nhanh hơn rất nhiều ha. Và phía trước thì một cái rổ mẹ đi chợ Made in Thái Lan, còn cái tem Thái Lan trong đây luôn anh em. Đó. Đây, tem Thái Lan. Nhìn cái phần đầu cực kỳ phải nói là quá đáng yêu luôn. Cái đầu của Super Cup á, nó bầu bỉnh, nó như chiếc rim mình thôi nhưng mà nó bầu bỉnh hơn, tất cả đều làm bầu bỉnh. Đây, đó, à, bên trong thì vẫn sử dụng là bóng halogen chứ không phải là bóng LED. Xi nhan hai bên, nó không khác chiếc rim hết anh em. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về dàn chân ha. Và ở dàn chân này thì chúng ta sẽ thấy được là bánh căm niền nhôm, đúng với phong cách nguyên thủy của Thái Lan họ chơi rất là nhiều. Và đặc biệt niền rất nổi bật với niền màu vàng, và niền này là niền Excel Asia đến từ thị trường châu Á. Và giá của niền này sẽ là 1 XXX. Và đĩa phanh thì sẽ là đĩa Rambo Moto 3 đây. Nhưng mà đĩa này cũng là đĩa đồ chơi thôi, nên giá của nó cũng là 1 XXX. Đi kèm nó là một con heo Rambo 2 bit đối xứng logo lớn. Và cái logo này chỉ là logo dán thôi anh em, Huy có tưởng là sơn, thật sự nó chỉ là dán cái tem vô thôi. Và giá con heo này sẽ rơi ngoài 2 triệu đồng. Đi kèm là phải chạy một cái bát mới có thể gắn được hoàn chỉnh. Làm thế nào để có thể quay bánh vậy, chứ có thể cái bát này sẽ được tính toán hết trên máy tính. Rất là hay luôn ha. Và truyền tải lên là dây dòng heo và bấm đầu ơ. Đúng một cái xì tai Thái Lan. Nhìn rất là đẹp, rất là đơn giản luôn. Mà việc chơi bánh căm niền nhôm
thì tất nhiên sẽ giúp chiếc xe trở nên thon gọn hơn, cái bánh xe nó thu nhỏ hơn và trọng lượng xe sẽ giảm xuống đáng kể hơn. Rất là tuyệt vời, không có chỗ nào mà chê được cho một phong cách Thái Lan như thế này. Và cái van vòi cũng là van vòi xinh xì luôn, nắp cái nắp van thôi. Và qua đến đây thì anh em sẽ thấy được một cái ống thông nhớt. Ống thông nhớt này sẽ giúp là làm mát động cơ hơn đó, làm giải nhiệt nhớt bên trong mát hơn rất là nhiều. Đầu là đầu Thái nè, đi kèm là một dây ơ, dây heo. Và ngoài ra thì còn có một cái bộ ống xả đúng zin nguyên thủy của Super Cup FE bên Thái Lan order về đây. Và giá của bộ ống xả này là hơn 2 triệu đồng. Rất là đẹp. Và đặc biệt là cái chỗ này nè, cái vỉ ở ngoài nè, cái vỉ bô này nè, là đúng của Super Cup luôn. Hiếm lắm anh em. Hiếm cái là mình phải chờ đợi order về á. Nhìn rất là đẹp ha, Titan nè. Mà ngoài ra liền lạc với cây bô cùng với cái vỉ Titan, đó chính là cổ bô Titan, từng khúc nối nghệ thuật. Và cái cổ bô này được làm riêng theo sở thích của chủ xe, nên là nhìn nó khá là lạ lẫm nè. Đó, từng cái chi tiết lên màu, từng cái mối hàng vân cá, nhìn rất là đẹp. Và Huy nghĩ cái cổ bô này cũng sẽ rơi vào ngoài 2 triệu đồng. Và đặc biệt nhất ở đây đó chính là phía sau Huy sẽ thấy được một càng thắng Takegawa. Và càng thắng này sẽ ngốn gần 2 triệu đồng nữa. Tới đâu là tiền tới đó. Và nổi bật nhất chính là cây phuộc Olin. Cây phuộc này khi anh em nhìn vào chắc chắn luôn, cây phuộc này là phuộc Olin của Quay Rim. Nhưng anh em mới nhìn kỹ lại, với cái chiều cao thế này không thể nào của Quay Rim được. Đây là phuộc Olin của SH300i và được mod chân lại để phù hợp cho chiếc Super Cup FE này. Lý do là phuộc của Quay Rim thì chiều cao của nó sẽ khiêm tốn hơn so với chiếc Super Cup FE ở thị trường Thái Lan. Và bình dầu nằm liền này ở đây bắt buộc cũng phải khoét nhựa để không bị cả cấn cái bình dầu này. Và giá của cây phuộc này, giá SH phuộc SH300i á, theo Huy nhớ không lầm là phải khoảng 15 triệu đồng. Và chủ xe có chia sẻ Huy là mod chân phuộc để có thể gắn được cho chiếc Super Cup FE này cũng đã ngốn khoảng gần 3 triệu đồng. Tính ra cây phuộc cũng khoảng 18 triệu đồng rồi. Và nhìn rất là đẹp, nó cao hơn, nhìn nó cứng cáp hơn, nó dày dặn hơn và nó nổi bật hơn cho chiếc xe. Đặc biệt có thể chỉnh được cái độ nén lò xo, độ đàn hồi của phuộc, tất cả những chi tiết từ ti phuộc, lò xo phuộc nổi bật hơn và to hơn so với Zin rất là nhiều. Nhúng rất là êm ái luôn, không có chỗ nào mà chê được nữa. Huy sẽ ngồi lên thử cảm giác để coi coi nó như thế nào. Nhúng rất là êm anh em, rất là xuống, rất là đã luôn. Và trên chiếc Super Cup FE này thì toàn bộ chi tiết đều được cố định bằng ốc Salaya. Huy nghĩ nó sẽ rơi vào khoảng từ 3 đến 4 triệu đồng. Và chắc Huy cũng nổ máy thử để cho anh em nghe âm thanh, rất là êm ái luôn. Cái mặt đồng hồ ở đây cũng là của FE, cũng của là Super Cup FE. Âm thanh rất là thì thầm. Huy xin phép tháo cái này ra, cái mic ra để sát cho anh em nghe được cái tiếng Super Cup FE nó êm như thế nào nữa. Cái động cơ của FE đây. Và Huy nghĩ là đối với những bạn đang sở hữu những chiếc Rim thì cái phong cách mà lên cái dàn áo cũng như là cục máy của Super Cup FE như thế này, nói chung là lên full Huy nghĩ là khoảng 30 triệu đồng đó. Nhưng mà nhìn nó thật là đáng yêu. Và chiếc Rim thì lên sẽ rất là phù hợp như là một chiếc xe Thái Lan đúng thực thụ, như là chúng ta đang chơi một phong cách Thái Lan, phải nói là rất tuyệt vời, không có chỗ nào mà chê được. Đơn giản là thế thôi. Chủ yếu là Huy muốn chia sẻ cho anh em về cái bản độ này, một cái xì tai Thái Lan nhìn khá là mới mẻ đối với anh em. Không phải là cứ một chiếc Rim cứ dọn kiển up full đồ giá trị là nó sẽ đẹp. Chúng ta cần phải có những sự thay đổi, những cái phong cách riêng của mình, một cái xì tai mới, có thể học hỏi theo nước bạn cũng là một cái điều rất là hay, rất là tuyệt vời. Và đây là một dẫn chứng cụ thể. Và một lần nữa Huy cũng cảm ơn chủ xe đã cho Huy cũng như ekip Hai Bánh cơ hội review con xe này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.